1526 hiện tại em lẻ size nha. Đây em còn cho mình là M với lại là size 2X nè. Rồi sale luôn cho các chị yêu giá 199.000 đồng luôn. Nguyên cái đầm sơ mi nha. Chất cát mềm mát cho em nè, họa tiết thổ cẩm. Ok màu xinh lắm. Nó không phải kiểu lè loẹt đâu. Hoa văn nó nhiều nhưng mà nó kết hợp màu rất là nhẹ nhàng các chị yêu coi. Đó, hài hòa chưa? Màu rất là xinh nha, không hề kén da kén tuổi. Rồi hôm nay sale 199.000 các chị Thảo ơi, chốt mã kèm số giúp em ạ. À. Đầm sơ mi mình có để mặc đi làm được, đi chơi được luôn. Những cái em đầm mà có cổ thì dễ mang, mặc được nhiều dịp ha, tiết kiệm cho cái chuyện mình luôn, đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đều đẹp. Em chào chị Thu Lê ạ. À. Sau lưng khóa kéo chị ơi, sơ mi cho em một lớp nè, chất này nó không có xuyên thấu đâu. Nó mỏng mát nhưng mà nó cũng không có bị xuyên thấu quá nên các chị đừng lo nha. Rồi nền da màu xanh, họa tiết thổ cẩm nè, và có xích ly 1526 sẽ là xích ly toàn bộ chân váy cả trước vòng ra sau. Em này độ phồng xè cao, bụng thì không lo rồi, mấy chị bầu bí mới mặc được á. Bầu bí mà eo mình rơi tầm eo 84-85 thì mặc được nha, bụng thì không lo ha. Quan trọng là cái eo nè. 199k chị Trâm Anh ơi, chốt mã kèm số giúp em đi ạ. 1526 và kèm cho em cái số điện thoại nha, giao hàng đến tận nơi, hỗ trợ cho các chị yêu là xem trước thanh toán nè, 100% chuẩn mẫu ha. Rồi ai lấy mẫu này chốt mã số kèm giúp em cái số điện thoại nha cả nhà ơi, nhanh tay giúp em. Hello chị Nguyễn Hằng nè, đầm này hôm nay phải nói là giá quá rẻ luôn á. Bình thường mà trên những live khác của em nha, cái sơ mi này bao nhiêu vẫn hơn 300. Những live stream khác của em nè, 300 mấy 350, nay lẽ size hết 2 size rồi, về 4 size mà hết 2 size mất tiêu rồi còn đâu nữa. Còn bao nhiêu cái cuối này là em sẽ dành tặng cho các chị mình luôn ha, giá tri ân đó. M là như em mặc đây là dưới 50 cân nè, còn 2X là 60-65, em sale luôn cho mình 199k. 1526 chút đơn 1526 kèm số điện thoại. Chị Giang Lê 2XL cho chị một đơn. Rồi chị chốt mã giúp em đi. 2X thì em có đó, nhưng mà chưa có mã số. Một hồi em qua đầm khác là mình đã không nhớ cái đầm này là mã mấy đâu nha, rất là dễ quên. Em nhiều khi em còn quên nữa mà, vừa mặc xong chứ hồi khách hỏi lại cái cũng quên đó. Đây các chị lưu ý là mình đặt mã kèm số điện thoại giúp em ha. Livestream này của em giá chỉ 199.000 thôi cả nhà, tranh thủ chốt đơn 1526 kèm số điện thoại. Tại shop 450 chị Lê Thư nha, qua trực tiếp cửa hàng hơn 400. Ở nhà coi livestream bao nhiêu tiền, 149, có hết trời rẻ rồi, tranh thủ đặt luôn. Em tư vấn mà chừa hàng chừa size cho các chị mình nè, lên đơn mã kèm số giúp em nha, nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá. Chúc cho chị Huỳnh Như ạ. À. Em chào chị Thanh Hương. Ok chị yêu mình nhớ đặt đúng mã cho em là sẽ có giao hàng đúng cái đầm mình thích luôn ha. Yên tâm cho em nha, mình được kiểm tra hàng, mua váy nha mình không cần lo về chất lượng nha các chị yêu ơi. Tư vấn size trước khi giao nè, rồi hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng trước thanh toán. Mình còn 1 phút nữa để lên đơn ha. Em chỉ sale trong thời gian là có 4 phút thôi. Em sẽ giới thiệu nhiều đầm, mỗi đầm là một bài like khác nhau để các chị mình đặt dễ, không có bị nhầm. Chị Nguyễn Linh, eo chị là 82, bận size mấy? Size 2X đó chị Linh ơi, eo 82, 84 là chốt giúp em bộ này size 2X. Đây, xòe đẹp chưa nè. Ở đây thì em đang mặc là size M, eo 70. Eo 70 là mặc size M như em nè, sau lưng là khóa kéo nè, dễ luôn không? Xếp ly nha, toàn bộ chân váy xếp ly. Tính ra mấy cái đầm xếp ly là nó sẽ gấp đôi bình thường luôn đó cả nhà. Chúc cho chị Mỹ Phượng nè, 1526, giảm 199k đó chị Mai Lê ơi, ngoài like không giảm giá. Cũng là cái đầm em mang, tại shop có giá hơn 400, ở nhà coi livestream bao nhiêu tiền? 199.000 đồng. Rẻ hơn cả trăm luôn rồi. Đây là cái chị mình tranh thủ nha. Ai nhanh tay có hàng chị nào chậm tay là hết ạ. À. Họa tiết thổ cẩm nha, có đúng một màu thôi. Sơ mi em nhiều nhưng mà hoa văn khác nhau. Còn ai thích cái họa tiết thổ cẩm này thì chỉ có đúng một màu em mặc là nền xanh nha. Sale luôn trên live là 199k thôi ạ. À. 1551 hôm nay lễ size sale cho các chị 159.000 ha. Em này sẽ là một cái đầm sơ mi form dài nè, dễ thương không? Maxi, gần như maxi luôn. Đi chơi du lịch này kia mặc rất là đẹp cho em ha. Rồi mẫu em mặc đây, mã số là 1551 nha cả nhà. Bình luận nhanh tay bên em sẽ tư vấn và giao hàng đến tận nơi, hỗ trợ cho các chị là xem trước thanh toán ạ. 100% chuẩn mẫu nha. Lấy váy em mang nhớ đặt luôn ở bên dưới nè. Shop sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho các chị mình đây. Form váy xòe dài cho em xịn sò chưa? Em cao 1m60, form dài này sẽ là ngang tầm mặt, qua bắp chân, qua bắp chân và gần tới cổ chân của em luôn. Mấy cái tông màu nó cũng lạ ha, nền trắng họa tiết, chị nào mà ưng những cái kiểu độc lạ là phải mua em này liền nha. 159.000 là không bao giờ có cái giá thứ hai ở ngoài kia luôn. Em bao giá với chị luôn, đi tìm thử đi, không bao giờ có cái đầm này, hàng bên em may. Tem bạc nhãn mát đầy đủ, tay
Đây là tay dài bo thun nè, rất là dễ thương ha. Rồi form xề dài che dáng tố phạm, 60 cân hết hàng rồi chị Như Nguyễn ơi. Em còn size M và L sẽ là tầm 55-57 cân ha. Rơi vào tầm 55-57 cân quay đầu. Eo dưới 76, size M eo tầm 70 cho em mặc xinh. Và size L eo tầm 75-76. Chúc giúp em mẫu này là 1551. Chị Ngọc ơi, đặt mã kèm số cho em nha, đừng đặt là váy em đang mang. Mình đặt hàng có mã với số giúp em thì mới chính xác được cái đầm mình tích ha. Chứ không thôi là không nhớ mã số là lỡ em giao lộn sang cái đầm khác thì sao. Size M còn có 6 đơn nè. Hai size của giúp em là ML, trong đó size M chỉ còn 6 đơn cuối. Và size L thì cũng chỉ có khoảng tầm là trên dưới là 30 thôi. Rất là nhanh sẽ cháy hàng ạ. Sơ mi tay dài cũng là form đầm dài cho mình luôn ha. Vừa đi chơi được, vừa đi du lịch được luôn. Mấy chị coi cái màu này không có kiểu lè loẹt đâu. Nền trắng phối họa tiết che mặt sang nè, 1551 kèm số. Tại shop em bán là hơn 400 nha. Hôm nay coi live stream em sale cho mình luôn là 159, rẻ hơn tại shop rất là nhiều. Các chị thử trừ cho em đi, tiết kiệm hôm nay là bao nhiêu tiền rồi. Cố gắng mình đặt sớm nha cả nhà ơi. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ xem trước thanh toán ạ. Chúc cho chị Thảo Võ ha. Được chị ơi, 52 kênh có size vừa chị, nhưng mà không biết là eo chị bao nhiêu nè. Tại vì 52 cân thì có thể size M nhưng cũng có thể là lên size L rồi nha. Nó tùy vào cái dáng người của mình nữa. Ha, số ký không thì chưa được, mình đo cho em là cái chiều cao nè và cái số đo ba vòng nha. Chốt 1551 cho chị Mỹ Phượng ạ. Ai lấy đầm em mặc đây thì đặt hàng liền tay ở bên dưới, hai size cuối cùng ML và số lượng rất là ít nha, không có về thêm đâu. Thích váy em mang ha, mà chờ em may thêm là không có đó, hết là bỏ mẫu luôn. Sắp tới là em về kiểu khác rồi. Chốt 1551 cho chị Thu Thủy. Dạ không có túi. Em này sẽ là xè trơn ha, xè dài trơn hai lớp thôi. Rồi là khóa phía sau lưng thôi chứ không có túi nha. 1551 cho chị Nhi Nguyễn. 52 kênh có size vừa cho mình nè. Rồi chốt giúp em mã này là 1551 nha. 1551 và kèm cho em cái số điện thoại. Cái tay nó bo thun nên là nó thoải mái chứ không có bị bó đâu mấy chị ơi nè. Nó có bao thun co giãn nè, nên là cũng khá là thoải mái nha. Tay dài lịch sự không? Đi làm được nè, đi chơi cũng được luôn. Cái màu này không có bị lè lè kén da đâu. Em là em thấy mình da trắng hay da ngâm gì mang cũng được. Quan trọng bây giờ là cái số ký nè. Cái số ký ha, chứ còn về màu sắc hay là độ dài thì khỏi lo rồi. Form dài mà 1m4, 1m5, 1m7 cái chị mang cũng được ha, không sao hết. Quan trọng là eo thôi. Eo 76 quay đầu nha. Không sale tại shop nha chị Trang, mình sale em sale trên live. Bài này 4 phút để các chị lên đơn giá 159, ngoài live không giảm giá. Nên là cần phải nhanh tay. Sale thấy live stream của em mẫu nào đẹp, giá rẻ, có size của mình thì mình phải chớp cơ hội chốt đơn liền. Chứ để cũng cái đầm này luôn, ngày mai mua là chưa chắc đã còn hàng rồi. Size M em còn có 6 đơn thôi. 1551 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần ha. Lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm. Chốt 1551 cho chị Thủy Đỗ nha, 159.000 ạ. 1606 màu đầm trang đang mặc đây. Hiện tại là hôm nay em hết size rồi mấy chế ơi. Rồi hôm nay tranh thủ nha, mỗi size còn có lát đát là vài chục đơn cuối nè. Rồi sale luôn ha, 339.000 cho em. Em này là ren kim sa đó, không phải ren thường đâu nha, ren kim sa cho em. Siêu phẩm luôn, nghe cái tên là các chị biết là nó sẽ có độ gọi là lấp lánh đúng không? Đó, trên live thì có thể các chị không thấy được cái độ lấp lánh của em đồng này đâu. Do là chắc là kim sa nó màu trắng hay sao, mấy chị em cho mình coi gần nè. Đây, 1606 nha, nền xanh, hoa trắng và cái kim sa, toàn bộ đầm em đính kim sa luôn. Mà không biết sao trên live lại không thấy rõ nè. Ở ngoài á, khi mà soi gương các chị ơi, đứng xa mấy mét vẫn thấy nó lấp lánh cực kỳ đẹp. Mà qua màn hình lại không thấy. Đây, cái chị trừ hao giúp em là độ đẹp em này ở ngoài đấy là còn gấp đôi, gấp ba nha. 339.000 chị, yên tâm đi, chắc chắn là không nhận hàng, không làm cái chị thất vọng. Ai nhận em váy này ở ngoài bảo nó không đẹp giống trên live lại không lấy tiền với chị luôn, thiệt sự luôn á. Eo 86 quay đầu cho em mặc xinh nè. Một màu chứ ơi, mỗi mã có một màu thôi. Chị Trang ơi, size L đầm này eo khoảng tầm là eo 75-76 độ về cho em ha. Từ 40 tới 65 cân, 66 cân mặc đẹp. Rồi form xè dài cho em ha. Thiết kế là cổ tim, tay lỡ. Đầm này của em vẫn sẽ là eo cao. Tất cả các váy nhà em mà chiếc eo đều là eo cao trên này hết. Từ đây xuống là xè che khuyết điểm tốt. Như là mấy chị có bụng nè, trào người có bụng mặc đều ok cho em luôn ha. Rồi sau lưng là khóa kéo ẩn nha. 40-65 cân cho em mặc xinh nè. Form dài hai lớp may kèm túi. Chốt 1606 cho chị Thu Hường. Bao nhiêu tiền vậy em? Dạ 339 nếu chị đặt trên line này nha.
Lưu ý giúp em là sẽ có khá là nhiều chị khách là thấy là ủa sao chị đặt hàng mà không có được giảm giá. Có thể là mình mua trong cái lúc em không có sale, hoặc là cái chị mua là mua trên hình ảnh nè, mua trực tiếp tại cửa hàng là em này giá nó cao hơn. Bây giờ ai qua trực tiếp shop cái range của em là hơn 400. Đó, bài like này của em nào có 4 phút thôi, không phải lúc nào mình cũng nhận được cái giá giảm đâu. Nên nếu mà vô tình chị nào xem được livestream này là chốt đơn liền cho em. Có 339.000 rẻ hơn tại shop là hơn cả trăm đó. Tại shop em đang bán cái đầm ren này hơn 400 rồi, 409 nha, ở nhà coi like 339.000 đồng cho em. Rồi 40-65 cân tùy số đo mỗi chị, bên em sẽ chọn size tương ứng cho mình ha. 100% là chuẩn mẫu. Thấy em livestream sao là nhận hàng giống như vậy nha. Nhớ trừ hao cho em là cái đầm này lấp lánh nha, phù hợp với mấy chứ đi tiệc đó. Ở ngoài nhận cái đầm chắc hết hồn luôn, không nghĩ là 300 mấy mà chất lượng như vậy đâu. Đây chiếu chiếu cho em nè. Đó, toàn bộ đầm là chiếu như vậy cho em nha, cả trước cả sau từ trên xuống dưới luôn. Mà em đứng như vậy thôi, đứng xa như này thôi là không thấy rồi. Dạ, 339.000 chị dâu tôi ơi, ngoài like không giảm giá rồi. Bây giờ chỉ có duy nhất là trên like của em thôi. Chị nào muốn săn em đầm ren này hàng trung niên cao cấp ha, đi tiệc rồi đó nha, muốn săn mà 339 là duy nhất chị có thể trút ở trên like. Ngoài like không giảm giá cho các chị mình được ha. 1606 em chúc cho chị ạ. Đỗ Hương, rồi bao nhiêu tiền được miễn ship về em? Dạ tổng đơn hôm nay 600 chị yêu nha. Hôm nay cái chiêu của em mua hàng từ 600.000 đồng, cụ thể là 2-3 đồng gì đó trở lên. Nói chung mình cứ cộng tổng đơn cho em 600 là sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Còn nếu mà mình chỉ mua một em váy này thôi thì sao ạ? Không sao hết, em hỗ trợ một phần ha. Ship thành phố đồng giá tất cả các quận là 20 và ship tỉnh là 30.000. Phí ship em cũng có hỗ trợ rồi nên cũng không có đáng là bao nhiêu nha. Rồi chúc mừng chị Trinh Nguyễn ha. 1606 chị yêu ơi, cái đó là mã của đầm trước rồi. Còn cái ren em mặc đây nha, nếu mà ưng cái đầm ren này phải chốt đúng mã cho em là 1606 và kèm cho em cái số điện thoại vào nha. Shop sau khi mà thấy được cái đơn hàng của mình sẽ alo tư vấn size, chọn cho cái chị yêu cái size phù hợp và giao hàng đến tận nơi. Thường thì khoảng tầm 1 đến 4 ngày cái chị nhận hàng. Coi livestream của em là đầm đẹp thì nhận hàng cũng phải đẹp nên cái chị không cần lo nha. Không đẹp là không lấy tiền, chuẩn mẫu 100%. Chốt 1606 cho chị Ngân Trương ạ. Thôi các chị yêu ơi, em này đi tiệc hay đi làm nào cũng đẹp nha. Ngày hôm nay shop em đặc biệt trơn giá là 299.000. Đủ size hàng mới đó, chứ mà hàng sale đâu, hàng lẻ size đâu. Sale nhưng mà là hàng mới của nhà em luôn. Chất von mềm mặt mát nè, hoa văn màu sắc này rất là nhẹ nhàng. Em thấy cái hoa màu này là không có sợ kén da nha. Để em lại gần các chị yêu coi. Mã số là 1586 ạ. Em này hoa nó sẽ là hơi màu cam cam, hồng hồng, phớt phớt một chút xíu. Da trắng mặc được, da ngâm các chị mang vẫn đẹp cho em. Chị Kim Cương ơi, size L em khoảng 74-75 đó chị nha, có hàng sẵn rồi, đặt là em giao liền. Nhà em ship hàng toàn quốc luôn, mình chỉ cần đặt mã số kèm số điện thoại cho em thôi. Đó, ơn cái đồng nào thì cứ chốt mã tương ứng cho em, ví dụ như là cái đồng em mặc đủ không. Rồi soạn mã nè, 1586 kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn size cho mình, chọn cho mình là cái size phù hợp cho 4 size, bao nhiêu cân bận size nào vừa ha. Chốt đơn mã số số điện thoại cho em rồi đúng không, giao đến tận nơi cho cái chị mình luôn, xin hông. Form nha, form dài chứ không có bị ngắn. Mét 6 em mặc là độ dài ngang tầm bắp chân rồi, có túi tiện lợi hai bên, bên trong có lót nữa. Nói chung là hàng may đẹp may kỹ cho các chị mình luôn rồi. Ở đây chị nào khách mới mua thử trải nghiệm đi, chắc chắn là các chị yêu còn quay lại mua thêm những lần sau nữa. 1586 và kèm số giúp em ạ. Đó, ai mà mê đầm sơ mi thì cứ mua thử váy sơ mi nhà em một lần đi. Chứ mấy chị khách quen nhà em là mê dữ lắm. Thích cái form sơ mi nhà em mà em nói về bao nhiêu màu, bao nhiêu hoa là cũng chốt hết. Em chào chị Phạm Yến ạ. 2XL, có chị ơi, em khoảng 86 á, em chị bao nhiêu nè. Nhớ đo thông tin cụ thể giúp em nha. Số ký không là chưa chắc ăn đâu. Chiều cao nè, số đo 3 vòng cho em nữa, chứ còn số ký đó hên xui lắm. Hai chị cùng số ký chứ size khác nhau đó nha. Rồi tại shop hơn 400 nha chị Dung ơi. Đầm em đang mặc đây bán tại shop vẫn hơn 400. 299 là chỉ chốt ở trên like này và thời gian là 4 phút ngắn ngủi thôi. Rồi tranh thủ giúp shop ạ. 1586 và kèm cho em cái số điện thoại nè. Cái form xòe dễ thương không? Kiểu đơn giản mặc sang cho em. Những cái váy mà đeo càng đơn giản như vậy cái chị mặc càng không lo lỗi thời. Đó, đầm sơ mi mặc mặc đi đâu cũng được, vừa đẹp lại còn sang trọng lịch sự kín đáo nữa. Tông đèn đen kết hợp với hoa cho cái chị mình đây, mà hoa là hoa nhỏ nhỏ. Đây là mặc sẽ trông khá là gọn gàng như mình ha. Có cổ cho em nè, đi làm đi chơi đều được nha. Size M em dưới 70 chị. Đây em mặc size M nè. Đó, em là 52 cân. Em cao 1m6. Hiện tại eo em đang là 70 là mình thấy em mặc vừa size M không?
Đó, tiền số đo nha. Trước tiên mình cứ đo thông tin giúp em ạ. Giao hàng toàn quốc khoảng tầm 1 đến 4 ngày là chờ nhận đơn. Em chào chị Phạm Ngọc, chị Thu Thủy chúc 1586 giờ ok chị yêu. Chút xíu bên em alo tư vấn, các chị yêu nhớ để ý điện thoại nha. Như em sẽ chọn size cho mình nè, rồi xin địa chỉ. Hôm nay các chị yêu đặt đúng không? Là qua ngày mai bên em đã đóng gói bàn giao vận chuyển rồi, rất là nhanh sẽ nhận hàng nha. Chúc 1586 cho chị Khang An ạ. Không có màu khác chị ơi, sơ mi em còn nhưng mà họa tiết khác chứ không có giống như vậy. Mỗi một mã số là một họa tiết khác nhau. Ai thích hoa giống em thì chỉ có duy nhất một màu là nền đen và hoa màu hồng cam như thế này thôi. Mà cái màu này dễ mang, màu này xinh lắm. Kiểu là gu nhẹ nhàng á thì chốt cho em cái màu này ha. 1586 cho chị Ngọc Vi ạ. 2XL chị 84 được không em? Trời quá đẹp chị ơi, thoải mái luôn. Em này size 2XL nó tới 86 lận mà. Em 84 chị mặc là còn trừ hao đi tiệc ăn uống là vô tư cho em ha. Rồi chị Tuyết Hoa lấy đồng em mang size L, chúc giúp em mã số chị Hoa ơi. Lấy sơ mi em mặc đây, chỉ cần soạn mã cho em nè. 1586 kèm số điện thoại. Đó, ai đặt thiếu thông tin thì phải bổ sung liền nha, phải chốt đúng mã kèm số cho em. Tại shop đang có giá là hơn 400, ở nhà coi livestream đặt đơn vậy mà còn được mua giá ưu đãi hơn. Ngồi nhà xem livestream đó, chị nào coi livestream này của em chốt cái đồng bao nhiêu tiền? Có 299 nè. Mà hàng mới được sai nha. Rồi ai nhanh tay em tư vấn cho mình nè. 1586 xe còn 299k. Hoa theo em mặc đây có mã số là 1588 ạ. Em này đi tiệc cho em nhà sang hết sảy luôn và rất hợp với cái gì trung niên. Nền đen nè và vàng hoa theo của em đây sẽ là tông màu đỏ. Mà cái hoa chính giữa này là hoa theo, gọi là hoa theo nổi hết cả nhà. Nhìn hiệu ứng 3D rất là đẹp luôn. Đó, theo theo chỉ nha chị BB, không có sợ rớt đâu. Không phải là đính keo ha, đính keo thì mình mặc mình sợ nó còn rớt ra đúng không? Chứ còn này em theo chỉ mà nền độ bền rất là cao. Mà chưa nói là giá rẻ. Ngày hôm nay chị đã chốt đơn nè, 1588 mẫu em mang chỉ bao nhiêu? 299.000 đồng cho các chị thôi. Phong đầm xè dài, chất em này sẽ thun dập sóng, vải dày dặn có độ co giãn nhẹ nhẹ cho mình luôn, mặc thoải mái. À, mỗi size mình có thể trừ hao thêm giúp em là 2cm co giãn á. Eo tầm 86-88 đổ về cho em mặc xinh nha. Rồi ai chưa có mẫu này chốt giúp em 1588 nha cả nhà ơi, đúng một màu thôi. Ai mà thích cái kiểu váy mà hoa thêu này giống em mặc nha, mà muốn là ở hoa nó màu khác, ví dụ như là hoa nó màu xanh nè, màu tím này là không có. Đợt này em về là chỉ có đúng một màu em mặc là hoa thêu đỏ thôi, nền đen hoa đỏ. Nhưng mà màu này nó đẹp, màu nó đẹp, nó size nó không có bị xến, không có bị lỗi thời. Em chào chị Khánh Huệ, 59 cân có size vừa nha. Mẫu em mặc đây sẽ có size cho mình là từ 40 tới 67 cân. 65-67 cân quay đầu các chị yêu mang đẹp. Chất đẹp nha, nó không có bị mỏng đâu, vết dế nó không có bị mỏng hay là bị chảy nhão đâu. Vải nó có độ dày dặn rất là xịn luôn. Đây, thấy cái sọc ghênh vải của em không? Thấy cái sóng vải chưa? Mà nó óng ánh nữa nha. Cái vải màu này ở ngoài nhìn có độ óng ánh rất là sang. Dạ 300, à hôm nay sale rồi nha, hôm nay sale 299.000 đồng. Thay vì các chị qua trực tiếp shop em bán tại cửa hàng là hơn 400. Và cái like gần đây nhất em vẫn để giá cho mình bao nhiêu ạ? 350. Gần đây nhất vẫn 350 nha. Riêng like này trong thời gian 4 phút chị là đặt đơn ha, giảm thêm cho các chị còn 299. Lưu ý là chị có trên like thôi nha, ngoài like không giảm giá. Chúc 1588 em chúc cho chị Kim Thủy nè. Size M em bao nhiêu shop đây? Size M em mặc nè, em phải 72 chứ ơi. Em 70 nè, mình thấy không? Em mặc nó còn dư nè. Để nguyên thì là nó vừa đó, nhưng mà kéo nó vẫn dư đã không? Đó, size M em tầm 72 cho em nha. Còn 70 cho em là mặc thoải mái nè. Nền đen hoa thêu đỏ cho em, sau lưng khóa ẩn và có bay kèm hai túi. 1588 duy nhất trên line này, giá chỉ 299k. Em này sang, không phải cái kiểu là dễ thương ha, mà em này là kiểu sang chảnh, phù hợp cho cái chị mặc đi tiệc và rất hợp với cái chị trung niên. Nên nếu mà chị yêu nào mà đang cần tìm váy mà mua mặc hay mua tặng mà cho phân khúc trung niên thì mình có thể tham khảo cái sản phẩm này. Dạ không, sẽ không áp dụng giá này tại shop được chị Linh Phan. Tại shop em bán hơn 400, thật sự 200 mấy ra các chị không thể mua được cái thứ hai ở chỗ khác. Tại vì váy này nhà em may tem mạc nhãn mát đầy đủ cho em luôn ha. Nhận hàng là hàng chuẩn mẫu 100%. Váy bên em là hàng mới nha cả nhà, hàng mới đủ size cho mình lựa chọn luôn. Rồi đầu tiên các chị yêu cần làm đó chính là đặt mã số. Ví dụ như là hoa thêu em mặc ha là 1588 nè. Rồi chúc đơn mã kèm số điện thoại, hoặc là ân mẫu nào khác cũng vậy, cứ chốt đúng mã kèm số cho em, mỗi đồng là một mã số khác nhau. Ai thích hoa thêu của em đây thì nhớ đặt luôn, tại vì số lượng không nhiều. Em về mẫu này mỗi size nó cũng chỉ khoảng hơn có 100 cái à. Đến ngày hôm nay em còn là lát đát là mỗi
mỗi size này còn có vài chục đơn thôi. Chị nào đặt chậm là có thể không có size vừa nha. Mà em không có về thêm đâu, hết là em bỏ mẫu về kiểu khác rồi. 1588 và kèm ngay số giúp em ha. 299k đi tiệc mặc đẹp lắm chị ơi, khỏi lo. Em này đi tiệc là xuất sắc luôn đó, ở ngoài nhìn đẹp hơn ở trên like nhiều. Mà cái màu này nè mấy chị, mặc nó gọn dáng. Màu đen mặc lúc nào nhìn nó cũng thon gọn dáng hơn, gầy đi hơn mấy ký. Chị mới nhận đều lắm em, cảm ơn chị Thúy Vi nha. Đó, khách em đã cho review rồi thì cái chị còn gì phải suy nghĩ nữa. Nhận hàng em cho kiểm tra, không đẹp là em không lấy tiền, có túi nha. Hai túi giúp em tiện lợi chưa nè, chất có co giãn luôn, vải rất là dày dặn đẹp. Chúc đơn 1588 và kèm số giúp em là được nha cả nhà. Đầm One B em mặc đây còn hai size cuối là M và L. Hôm nay tri ân các chị yêu của em 199.000 đồng luôn. Em này form chết thì không có gì để lo rồi. Mình xem giúp em ha, nguyên một cái đầm gọi là gần như là maxi luôn nha. Cỡ đó là váy dài đi. Tại vì em 1m6 thì em cũng chưa có tới cổ chân lắm ha. 1m6 thì tới đây, lưng lửng giúp em. Xíu là tới cổ chân rồi đó. Này cỡ 1m4, 1m5 là mặc đẹp tới cổ chân cho em luôn. Xe tầng nha, 3 tầng cho em mà còn nhúng ly nữa mới chế coi nè. Đẹp lắm luôn đó, em này phải là best seller. Hết size XL 2X rồi. Em chào chị Lan Thủy ạ. Em còn M và L, đầm em mang thì em này không có về thêm nha. Tức là bây giờ còn bao nhiêu là chỉ sale bấy nhiêu tặng thôi nha. Bao nhiêu cái cuối mà em dành tặng cho các chị mình luôn, 199.000 đồng. Hai size cuối M L cho em 40 cho tới là 55 kg. Rồi ai chưa có mẫu này đặt sớm giúp em cả nhà ơi, một màu duy nhất nha. Cái đầm này kiểu nó cũng đẹp nữa. Cái cổ nè vuông tim ha, tay là tay lỡ cho em. Chất liệu von tâm mềm mát nha. Bên trong thì em có lót không mỏng, có cái tay là không lót thôi, chứ còn trong thân đầm là lớp lót toàn bộ, không có bị xuyên thấu lộ hàng nữa các chị đừng lo. Ở trong có lót không có túi nha, đầm không có túi. Chị My ơi, size 2X em vừa hết hàng rồi. Bây giờ em chỉ còn M và L thôi. Size M mẫu này là dưới khoảng 52 cân nè. Size L là khoảng tầm 55-57 nè. Em tầm 76 độ về cho em mặc xinh đó. Mình đo giúp em nè, ngoài cái cân nặng ha, chiều cao. Chiều cao vô cho em, số đo ba vòng vô cho em chọn mình cái size tương ứng có 199.000 thôi. Nhắm mắt cũng mua được em này rồi đúng không? Nghe giá là thấy hết hồn. Nguyên một cái đầm dài đẹp như này, chất von mềm mát giúp em. Thấy nó xòe rộng với dài và chiếc mặt nó dễ tên nè, không có nặng người xíu nào. Dạ 199k đó chị Huyền Trang và chỉ có chốt ở trên live thôi. Em không sell mẫu này tại shop giá 199 đâu nha. Chị nào thấy livestream đầm đẹp giá rẻ rồi chạy qua cửa hàng em mua, đòi mua giá 100 mấy là không bao giờ có. Váy bi em mang tại shop vẫn 450.000. Đây cái vòng đầm nó sẽ xè như này. Tại cửa hàng vẫn 450. Chỉ có trên bài like này là em đặc biệt tri ân cho các chị yêu 199 thôi. 4 phút nha, không sell lâu. Thời gian giảm giá của em chỉ kéo dài trong là 4 phút thôi. Ai nhanh tay có hàng, ai chậm tay hết. 57 kênh quay đầu được các chị Phương Dung, khoảng 55-57. Eo thì tầm eo 76 độ về cho em đi. Về độ dài thì không lo đâu ạ. 1m60 em mặc nè, nó đã gần tới cổ chân rồi. Đó, quan trọng là cái eo ha, quan trọng là cái eo giúp em. Còn độ dài thì em này là vô tư, 1m7 mặc vẫn được. Rồi, eo tầm 76 độ về cho em mặc xinh nha. Tại shop là 450 chị Phương Thanh ha. Qua trực tiếp cửa hàng em, đầm bi mã số 1578 đang có giá là hơn 400. Ở nhà xem livestream đặt đơn bao nhiêu tiền ạ? 199k. Nói xong là khách không tin luôn. Vô tình chị nào mà xem được livestream này của em thì tranh thủ chốt đơn liền, tại vì giá hôm nay quá rẻ. So với lại là cái chất lượng thì em này là phải nói là siêu rẻ luôn á. 1578 chốt cho chị Trúc Nguyễn hả? 53 kg, lấy size L cho em chị yêu ơi. Sai lời cho thoải mái nha. Tại em này có mặt rộng rộng nó vẫn xinh. Em này mặt rộng rộng vẫn ok nè, không có bị gọi là nhìn nó bị kỳ đúng với chế. Mẫu này là dạng xe rộng rộng đó. Rồi ai chưa có mẫu này chốt đơn liền cho em. Hàng chỉ về một lần duy nhất. Mỗi mã số chỉ về có một lần, không có về thêm nha. Rồi ai chuẩn bị mà đi chơi đó, du lịch này kia ha, sắm em này về cho em. Lên hình vừa đẹp mà còn che nắng nữa. Đây dáng rất là dài, 1m60 em mặc gần tới cổ chân ạ. Chốt 1578 cho chị Dương Trần Hành. Ai lấy mẫu em mặc đây đặt liền ở bên dưới, shop sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Lên đơn cho em mã và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần. Mình có thể chia sẻ lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm ha. 1578 kèm số là được các chị, dễ lắm. Không cần đi đâu hết, ngồi ở nhà bật điện thoại coi livestream. Chốt mã nè, đầm em mặc là 1578 ha. Rồi cái số điện thoại mình đang sử dụng vô, shop sẽ alo tư vấn chọn size. Có size rồi em sẽ giao hàng, 1 đến 4 ngày là nhận đơn rất là nhanh. 1578 em sale 199.000 luôn ạ.
Serum mỗi đầm sơ mi của em giá 149k các chị yêu ha. Em này cái màu trắng này là nhiều khi ở trên live các chị xem nó hơi bị chá một chút xíu nha. Đó, mà yên tâm cho em, đã ngoài đẹp hơn. So với trên live của em thì lúc nào đồng nhận hàng bên ngoài khách cũng bảo là còn đẹp hơn ở trên live nữa. Một em đầm sơ mi dáng xòe rộng nạt xếp ly toàn bộ chân váy mà giá thì chỉ có 149.000 đồng thôi. Hàng đẹp từ chất tới form nên là các chị yêu mình yên tâm lựa chọn giúp em ha. Bình luận mã kèm số là được rồi. Váy em mặc đây là 1461 nha cả nhà. Em này thì cái chất của nó sẽ là von, mềm lắm. Hai lớp nè, nhưng mà rất là nhẹ nhàng, mặc lên là nhẹ tênh, không hề nặng người xíu nào. Form xòe dài ngay tầm bắp chân cho em ha. Hiện tại em đang có cho mình là size sẽ là từ 40-65 nha. Đó, trong khoảng số ký này các chị yêu mình cứ lên đơn cho em trước đi, tại vì nó cũng tùy vào cái số đo của mỗi chị nữa. 40-65 cân cho em, các chị mình cứ chốt đơn trước giúp em ha. Tại nhiều khi á, hai chị cùng số ký nhưng mà khác cái số đo, khác cái chiều cao là cũng đã cái size khác nhau rồi. Dạ hai lớp chị yêu ơi, đầm von xòe hai lớp cho em. Không có túi nha, xếp ly thường là không có may túi, nhưng mà nó có dây eo. Em này là đổi lại thì sẽ có dây cột eo, nên nếu cái chị yêu mà mặc hơi rộng ha, không cần đi chỉnh sửa lại đâu ạ. Chỉ cần thắt nhẹ cái nơ giống em thôi, đó là tự thắt nó vừa y với dáng người của mình liền. Mình thắt phía sau nha em, hoặc là thắt phía trước đều được ha. 149k đấy chị Hoài Lê, rẻ không? Em báo giá em còn không tin luôn. Nguyên một cái đầm sơ mi form dài xòe đẹp cho mình hai lớp này, xòe rất là rộng. Em này là cũng tốn vải kha khá đó, mà shop sale cho mấy chế là có 149.000 đồng. Rẻ hơn là đi chợ mua vải may, thậm chí em thấy nó cũng rẻ hơn là một cái áo sơ mi ở ngoài kia bán luôn. Nguyên một cái đầm sơ mi này chị, coi đẹp form dài cho em, đẹp không? 149k chúc cho chị Mai Lan mẫu em mặc nha. Được, E77 có thể lấy giúp em cái này size XL. Trước tiên mình đặt mã nè, kèm số điện thoại đó, lấy em mặc đúng không? Sơ mi này của em thì mã số là 1461. Sơ mi trắng họa tiết em mang đây có mã là 1461 nha cả nhà. Giá tại shop vẫn hơn 400. Cho dù là lễ size hay không thì qua shop giá vẫn sẽ hơn, cao hơn so với trên line. Lúc nào các chị yêu mình cũng gọi là bỏ thời gian ra xem livestream của em thì chắc chắn là được ưu đãi rồi. Trên line em sale 149.000 và lưu ý là chỉ chốt trong thời gian là 4 phút thôi nha. 4 phút giúp em thôi, ngoài thời gian này là không được giảm giá rồi. Cũng là đầm em mang nhưng mà hai chị khách mua hai thời điểm khác nhau, cái giá nó cũng đã khác. Một chị mua trên live, một chị mua tại shop, giá nó cũng khác nhau rồi. Dạ lấy tương tác với chị Phương Hoa ơi, ba lần chia sẻ cho em ạ. 1461 kèm số nha, 149.000, đào ở đâu ra cái thứ hai. Em bao giá cho các chị yêu luôn, đi mua vải may cũng có giá này, mà đi mua chỗ khác may sẵn thì càng không có giá này luôn ha. May một cái đầm sơ mi như vậy là cũng rất là tốn, không tốn phải xếp ly nữa, không phải xe bình thường nha. Xếp ly toàn bộ chân váy cho em từ trước ra sau, đang bán bình thường live trước của em là hơn 300 đó, mà khách nhận là khen rẻ rồi. Hôm nay là em dành ra buổi live này để tri ân thôi, xem như là giá tặng giá làm quen cho các chị yêu khách mới ha. Ai là khách mới hôm nay bỏ ra 149 mua thử xem coi là form chất nhiều bên em như nào, chắc chắn là không làm cái chị thất vọng luôn. MLXL2X 40-65 cân vừa, váy em mặc đây mã số là 1461 nha cả nhà. Cái màu này trẻ trung sáng da nè. Đó, ai thích những tông màu tươi tươi sáng sáng một xíu thì lấy ngay cho em cái siêu phẩm này ha. Lên đơn 1461 cho chị Bích Liên ạ. Chị Hoàng Duyên, chị 52 cân mặc được không em? Vô tư. Đây em 52 cân, em đang mặc size M nè, mà không biết là eo chị bao nhiêu, tại vì nó tùy theo cái dáng người của mình nữa ha. Như em thì em 52 cân 1m6, eo em là 70 thì em vẫn mặc size M đây. Nếu khách 52 cân mà eo tầm 74 là phải tăng lên size L rồi. Đó, tùy số đo nha, yên tâm giúp em đi, có nhân viên chọn size. Mình cứ đặt mã kèm số cho em là được ha. 1461 kèm số giúp em nha cả nhà. Em đi tiệc cho các chị yêu ha, hôm nay về theo một cái đầm ren xanh và đó là đẹp xuất sắc luôn. Em này thì không có kim tuyến nha, nhưng mà đổi lại thì sẽ là ren hoa cho mình nè, rồi kết hợp thêm là cúc ngọc trai trang trí ở đằng trước đây. Tay thì vẫn là tay nhún phồng, chị nó bóp tay to thì không phải lo ha, mặc lên vừa là có kiểu đẹp mà còn thoải mái nữa. Dạ đủ size chị Bùi Thanh ơi, 1616 em mặc đây là nằm trong một sưu tập mới của đợt này và đang có 4 size cho các chị yêu lựa chọn luôn. Em có size M, L, XL và 2X, chị nào trong khoảng tầm 40-65 thì cứ yên tâm đặt đơn. Đây là em mặc size M nè, em 52 cân vẫn mặc vừa size M như em luôn. Nó cũng tùy vào chiều cao và số đo nha, nên nếu mà cái chị yêu mình là mới, ví dụ khách mới mua lần đầu tiên đi đó, chưa biết mặc size nào, yên tâm sẽ có nhân viên alo tư vấn size trước khi giao hàng. Còn mà khách đã là khách quen rồi thì quá dễ đúng không, cứ ưng mẫu nào chốt mã giúp em. 1616 và kèm ngay cho em
cái số điện thoại nha cả nhà. Hello chị Ngọc Ngọc Nguyễn nha. Hay đây là có. Em mới vừa về hàng thôi nên là hiện tại hôm nay mình đặt đơn vẫn sẽ có đầy đủ số lượng 40 cho tới 65 cân ha, 65 66 cân. Eo thì tầm là eo 86 quay đầu cho em mặc xinh đó. Nhớ đo thông tin đầy đủ nha. Số ký không em chưa nhận sai được đâu. 1616 em chúc chị Thùy Linh Ngô ạ. Bao nhiêu tiền em? Dạ 349.000 đồng duy nhất trong bài like này. Nếu như chị nào đang xem được livestream của em và mình muốn sở hữu ngay em váy này thì rất là đơn giản, mình chỉ cần là đặt đúng mã kèm số điện thoại cho em. Váy ren em mặc đây sẽ là 1616 nha cả nhà, và yên tâm đi, tại vì bao nhiêu cân là có nhân viên chọn size vừa đẹp em mới chốt nha. Đó, quan trọng mình đặt đúng mã kèm số cho em, sau rồi mình là chỉ cần đo thông tin số đo của mình thôi. Nhà em sẽ tư vấn cho mình một cái size vừa đẹp nè, rồi giao đến tận nơi, còn hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng, có miễn ship cho đơn 600 đó chị Ngọc ơi. Nếu như mình mua hàng nhà em ha, không tính theo số đầm nha, tại hôm nay em sale giá là nó cũng hơi lộn xộn á, mỗi đầm nó mỗi giá khác nhau nè, không tính theo số cái được. Mình sẽ tính tổng đơn cho em ha, tổng đơn 600 nhà em sẽ free ship đến tận nơi, rất là nhiều váy đẹp, các chị mình vô trang tham khảo thêm. Còn ai thích váy ren em mặc đây thì nhanh tay đặt luôn, tại vì hàng mới về mà số lượng không nhiều. Mẫu ren này của em về mỗi size chỉ khoảng hơn 100 cái thôi, rất là nhanh cháy hàng nha. 1616 chúc cho chị Thu Sương ạ. 59 cân có size vừa cho chị yêu luôn, form đồng xòe rộng nè. Đó, bên trong có lót và có may kèm túi. Em này không lo mỏng nha. Ở trong em có lót cho mình rồi, chỉ có cái tay nè là không có kèm lót thôi. Đây, thấy rõ cho em nè, hoa năm cánh với chị ơi, dễ thương không? Và tay phồng nha, đây phần bắp tay sẽ là may phồng như thế này. 1616 em chốt cho chị Thu Hà. 2XL cũng là 349. Miễn sao mình mua là cùng là cái mã em mang đây thì size nhỏ hay size lớn cũng là 349k chứ không tăng nha. Chỉ khi nào mà mình mua tại shop em thì không được ưu đãi thôi. Qua trực tiếp shop mẫu em mặc bao nhiêu tiền? Hơn 400. Chị nào qua trực tiếp cửa hàng váy ren đang mang có giá hơn 400.000 đồng. Trong khi hôm nay ở nhà bật điện thoại coi like không cần đi đâu. Chốt đơn ở trên này nhanh gọn rẻ đúng không? Có 349 nè, vẫn rẻ hơn cả trăm rồi. Em chào chị Lê Nhung, size ML XL 2X chị yêu ơi. 40-65 cân cho em mình chốt ạ. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ xem trước giúp em nha. Rồi hỏi là mua hàng nha, mình không cần lo về chất lượng. Livestream sao là em giao vậy thôi. Nè cái form của nó xè đẹp chưa? Mấy chế mà bụng tròn bụng to đó, mặc mấy cái kiểu này của em là không có sợ lộ khuyết điểm nha. Lên form xè eo cao nè, che bụng rất là tốt. Mà cái màu xanh này nó cũng dễ mặc giống như màu đen vậy ha, không có lo là kén da luôn. Dạ em chào chị Hồng Vũ ạ. 1616 chúc cho chị Minh Phương nè. Eo chị 75 size mấy em? Tầm size L như em là cũng đã vừa đẹp với chị rồi nha. Đó size M eo dưới 72. Size ML dưới 72 cho em, size L eo 74-75, XL eo dưới 78-80 và 2X thì eo tầm 86 quay đầu cho em mặc xinh. Đó, mình cứ đo thông tin cụ thể thì để em chọn size nha. Chúc 1616 cho chị Nguyễn Ánh ạ. Ai chưa có mẫu này tranh thủ đặt luôn, số lượng coi ít thôi nha cả nhà. 64 ngày hôm nay shop lễ size chị ơn cho các chị yêu giá 159.000 đồng luôn. Đây sẽ là một em đầm sơ mi, mình có thể mặc đi làm nè, đi chơi và đi tiệc đều đẹp nha. Họa tiết mắt xích rất là lạ luôn nè. Em cao 1m60 thì hiện tại em đang mặc đây là độ dài váy sẽ ngang tầm bắp chân. Và tùy vào số đo mỗi chị mình cũng sẽ có một cái size tương ứng ha. Đó, dài ngắn là nó cũng tùy vào chiều cao khách nha. Hello chị Thư Sương ạ. Có 159 ngàn hôm nay một em đầm như này thì em bao giá toàn thị trường luôn. Lấy mẫu em mang chị cần sẵn ngay mã số là 1464 cũng như là kèm thêm cái số điện thoại nha cả nhà. Nền đen nè, họa tiết xích trắng nhìn đẹp ha. Mà mấy chị mà tròn người còn bụng có bụng á là mặt nó lại càng giúp mình trông thon gọn dáng hơn nữa. Váy có cổ nè, đi đâu cũng đẹp, vừa sang trọng lại còn lịch sự cho em. Có túi chị Lê Thu ơi, đây 1464 em mang cho mình là form xòe dài hai lớp may kèm hai túi, có luôn dây cột eo. Riêng cái mẫu đồng này là mấy chế là không có sợ là mặt bị rộng luôn ha. Đây em đang thắt cái nơ phía sau nè. À, dây cột eo này là may hai bên, dây eo là sẽ may cố định hai bên như thế này, xong rồi các chị mình thắt trước hay là sau là tùy ý nha. Như em thì thắt phía sau lưng nè, chỉ cần siết nhẹ vô thôi là eo tới đâu mình cột vô tới đó giúp em, không cần chỉnh sửa thêm. 159.000 trước cho chị Nhung Trần luôn ạ. À. Dạ đây là vải chiffon chị yêu ha. 1464 em mặc đây là sơ mi vải chiffon, hai lớp mặt mềm mát rất là nhẹ nhàng nên mình coi.
ít nhăn nhầu luôn. Cái vải này là đỡ tốn thời gian gửi đồ lắm luôn á. Nền đen xích trắng giúp em ha, tay là tay lỡ nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt giúp shop là 1464 nha cả nhà. Em chào chị Bảo Ngân ha. 56 cân mặc được không em? Cái này đo eo nữa chị, tùy vào số đo mỗi chị. Em còn hai size cho mẫu váy này là M và L. Đó, em M là dưới 52 cân, size L thì khoảng tầm là 55-57. Tùy vào số đo là vòng eo nè, cũng như là chiều cao cân nặng. Mình đo thông tin đầy đủ, shop sẽ tư vấn size nha. Vừa đẹp thì em sẽ chốt cho mình luôn. Rồi ai lấy mẫu này chốt giúp em 1464 ha. Em chào chị Ngọc Loan ạ. 2XL hả chị? 2X em hết cổ này rồi. 1464 em mặc đây, chỉ còn M và L thôi, tức là 40 cho tới là 55 cân. 40 cho tới 55, 57 cân. Đó, eo 76 quay đầu cho em là mặc được nha. Đo thử cho em cái phần eo cao bao nhiêu nè. Vừa đẹp thì em chốt. Nhận hàng nhà em các chị được dạ tư vấn size trước khi giao và kiểm hàng trước thanh toán. Có 159.000 nguyên một cái đầm sơ mi đẹp như này. Form dài hai lớp nha, may kỹ cho em luôn. Form đẹp, chốt đẹp, em bảo đảm với chế là mua đầm sơ mi chỗ khác. Như em mặc đây là không dưới 5-700 ngàn. Coi bên em 159 nó ra hết hồn luôn. Dạ không có màu khác nha chị Đào ơi. Mỗi một hoa văn mã số là em chỉ về có một màu duy nhất thôi. Nếu mà chị thích sơ mi ha, em vẫn còn cho mình rất là nhiều sơ mi nhưng mà họa tiết khác nhau được không? Hoa nè, chấm bi nè, da beo nè, sọc caro nè, thổ cẩm nè. Đó, còn em mặc đây thì là họa tiết mắt xích và nó chỉ có đúng một màu này thôi, đen trắng. Tuy nhiên thì hai màu đen trắng này kết hợp với nhau sẽ không bao giờ các chị lo bị lỗi thời. Em ấy này là mặc hoài cho em. Mẫu như này các chị yêu mặc là không bao giờ sợ lỗi thời đâu. Mặc là quanh năm, mùa nào trong năm cũng được, và từ năm này qua năm khác vẫn mặc đẹp cho em luôn. Dạ đi đâu cũng được chị Huy Nguyễn ơi, đi làm đi chơi gì đều xinh cả. Giá là 159.000 đồng nha. Chị khách nào chưa có đặt liền tay giúp em mã số là 1464 ạ. 1464 kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Form xòe dài ha. Em cao 1m6 thì độ dài váy sẽ tầm nhiêu đây nè. Nó cũng tùy vào chiều cao mỗi chị nữa nha. Các chị mặc là sẽ dài hơn hoặc là ngắn hơn đó. Nó không sao, nếu mà thấy dài đẹp mình để nguyên. Còn ví dụ thấy nó hơi thích nó hơi ngắn hơn một chút thì có thể về nhà lên like mà cũng không có làm mất phong đồng đâu ạ. Dạ phải chiếc phong mềm mát các chị Đỗ Quyên ơi. 1464 em chúc cho chị Bảo Ngọc nè. Còn chị yêu nào chưa có mẫu này thì mình đặt liền ở bên dưới giúp em nha. Ngoài livestream sẽ không giảm giá. Tại cửa hàng giá hơn 400, ở nhà xem live sale luôn đồng đang mang chỉ 159.000 đồng. Chị nào nhanh tay là có đơn cho em nha. Đúng shop em mặc đây có mã số là 1580 nha. Em này form đẹp, chất đẹp, không có chỗ nào để chê luôn. Chị yêu nào mà ưng những sản phẩm đơn giản mặc sang thì không thể nào bỏ qua được sản phẩm này của em ha. Rồi 40 cho tới là 65 cân nè, xinh chưa? Em này là xe phòng ha. Đối với chị nào mà kiểu tròn người nè, có bụng nè, đó, muốn cho em cái điểm tốt thì hãy lựa chọn như kiểu váy như em đây. Lên form xe phòng gọn dáng. Em này chất của nó là gấm xốp á, chị yên tâm, nó không có bị kiểu là quá mỏng đâu nha. Đẹp, mình thấy em mặc không đứng form xè phòng. Tại livestream này em sale cho mình là 299.000 đó chị Sơn ơi. Nhớ chút trên like của em để được ưu đãi nha. Tại vì ngoài like là sẽ không có được giảm giá nè. Cũng là đầm em mang qua trực tiếp cửa hàng vẫn đang bán hơn 400.000 đồng. Trong khi cái chiêu của em chỉ cần ngồi ở nhà bật điện thoại coi livestream, không cần đi đâu hết. Về tay mẫu váy này bao nhiêu ạ? 299.000 cho em thôi, quá là rẻ luôn. 40 cho tới là 65 cân nha cả nhà ơi. 40 tới 65 cân vừa đẹp giúp em. À, chị Mỹ Chi em 74 lấy size L cho em chị yêu ơi, em có đủ size cho mình lựa chọn nha. 1580 nè, 40 tới 65 kg, eo tối đa là tầm eo 86 độ về là cái chiều mình mặc đẹp nha. Trước tiên mình đặt mã kèm số giúp em đi, còn bao nhiêu cân mực size nào vừa sẽ có nhân viên tư vấn cho mình sau. Đây sau lưng khóa ẩn cho em ha. 40 tới 65 kg em mặc là size M. Em 52 cân, nặng 1m, em 1m60 nặng 52 cân thì cái chiều thấy đây là em đang mặc size M nè, vừa y với người em luôn. Đó, vừa y với người em luôn, thấy không? Eo dưới 70 là bằng giống em ha. Rồi tùy số đo của mỗi chị mà sẽ có size khác nữa. Đồng đẹp quá, cảm ơn chị Phạm Ngọc rất là nhiều. Best seller nhà em. Em này kiểu đẹp, form đẹp, các chị yên tâm cho em. Livestream như nào nhận hàng sẽ giống. Trời ơi, cái váy này xinh lắm, đi tiệc mặc đẹp cho em nha. Tay nè, nhúng vòng hai bên. Mà đặc biệt là toàn bộ hoa văn ở trên đầm, các chị xem nè.
nó nổi phía trên mặt vải. Những cái hoa này là nổi phía trên mặt vải cho em luôn nha. Đó, mà cái hoa nó còn có độ ống ánh nữa cơ, chất siêu đẹp, mềm nha, vẫn mềm vẫn mát chứ không phải là cái kiểu nặng hay là vị dày quá đâu mấy chị ơi. Do là cái chất nó xốp phồng lên thôi, chứ mặc lên người thì vẫn rất là nhẹ nhàng ha. 40-65 cân vừa, chị yêu nào ưng chút giúp em mã số 1580 và kèm cho em cái số điện thoại 299.000 đồng duy nhất chỉ dành cho khách mua trên line, ngoài line không giảm giá. Cũng là váy em mang ha, tại shop bao nhiêu tiền? Hơn 400. Tại shop hơn 400, ở nhà coi like chút đơn có 299 à. Không cần đi đâu hết, ngồi nhà đặt đơn giá là rẻ hơn nhiều. Rồi tranh thủ giúp em, ai nhanh tay có hàng mà lại có giá sale nữa. Rồi 299.000, ok chị Hồng Thắm có đơn luôn. 57kg hả chị? 57kg có thể là mặc size XL của nhà em. Nếu nha, nếu eo chị dưới 80, còn eo trên 80 là phải lên 2X rồi. Yên tâm là bên em sẽ tư vấn cho mình cái size phù hợp nha. Đây em xoay một vòng cái chị yêu coi dáng đầm nè, xe phồng rất là đẹp luôn, mặc lên là che khuyết điểm tốt. Đối với em đầm đen này mấy chị mặc là giúp mình che được cái phần bụng nè. Đó, nói chung là mình tròn người ốm người thì càng nên chọn những cái tông đệm như vậy, nó giúp mình gọi là thon gọn dáng hơn. Mặc màu đen nhìn nó cũng gầy đi vài ký đúng không? 299.000 ở trên like đây chị Cherry ơi, tại shop không xem giá này nha. Ngày hôm nay chị nào qua trực tiếp cửa hàng 1580 em mang vẫn đang bán hơn 400 tại shop. Ở trên live thì sao? 299.000 đồng. Thử trừ cho em coi là tiết kiệm bao nhiêu rồi. Đó, nên nếu các chị có vô tình xem được live của em thì tranh thủ đặt luôn ha. Ngàn năm có một, giá sale quá trời ưu đãi. May kèm 2 túi tiện lợi cho các chị mình đây. Chúc 1580 cho chị Thanh Bình luôn ạ. Và hơn 400 tại shop, ở nhà coi live là 299 chị. Khách mới em vẫn chốt đơn bình thường. Chỉ cần mình đặt đúng mã kèm số điện thoại cho em. Ai lấy màu em mặc đây, váy màu đen đúng một màu nha. Mỗi mã số chỉ có một màu thôi. Thích váy em mang nè, tay nhúng nè, hoa văn xốp nổi này là chất gấm xốp ạ. Thì chốt đơn liền giúp em mã số 1580 và kèm số điện thoại cho em là được nha.